Hướng đến chuẩn mực nghiên cứu khoa học quốc tế là mục tiêu của trường Đại học Tôn Đức Thắng trong chiến lược phát triển. Thông điệp này được giáo sư Lê Vinh Danh khẳng định lại một cách mạnh mẽ trong lễ khai giảng năm học mới 2016-2017 và kỷ niệm 19 năm thành lập trường vào cuối tuần qua 24 tháng 9. Giáo sư Lê Vinh Danh, hiệu trưởng trường Đại học Tôn Đức Thắng cho biết, trường đang có những bước chuyển mình mạnh mẽ trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế. Tính đến thời điểm hiện nay, trường đã có tổng cộng 1.457 công trình khoa học được công bố trên các diễn đàn tạp chí khoa học trong và ngoài nước, có 380 bài báo khoa học được đăng trên các tạp chí thuộc danh mục tạp chí ISI. Hiện trường đã có 4 bằng sáng chế khoa học công nghệ Hoa Kỳ và có 12 hồ sơ đang trong quá trình thẩm định. Đại học Tôn Đức Thắng là trường đại học đầu tiên và duy nhất cho đến nay ở Việt Nam được Hoa Kỳ cấp bằng sáng chế. Trường Đại học Tôn Đức Thắng hiện có mối quan hệ hợp tác với hơn 85 trường đại học tổ chức giáo dục uy tín trên thế giới. Các mối quan hệ này giúp nhà trường tăng cường hoạt động trao đổi học thuật, hướng đến chuẩn mực quốc tế trong nghiên cứu khoa học. Với cơ sở vật chất hiện đại và chất lượng giáo dục đạt chuẩn 3 sao của QSTAR Anh Quốc, Trường Đại học Tôn Đức Thắng đã và đang đào tạo ra đội ngũ nhân lực có chất lượng cao cho xã hội. Tỷ lệ sinh viên của trường có việc làm trong năm đầu tiên sau khi tốt nghiệp đạt ngưỡng 98,15%. Trong năm 2016 và năm 2017 thì về đào tạo thì nhà trường sẽ tiếp tục triển khai cái chương trình top 100 các cái trường uy tín hàng đầu trên thế giới. Về hợp tác quốc tế thì nhà trường chú trọng hai cái mảng. Thứ nhất đó là thu hút sinh viên quốc tế. Và để có chương trình sinh viên quốc tế này thì như vậy là các khoa sẽ phải chuẩn bị các chương trình đào tạo bằng tiếng Anh, đội ngũ giảng dạy bằng tiếng Anh. Và một cái khía cạnh mà phát triển quốc tế khác là thu hút giáo sư, cái nghiên cứu viên, giảng viên, người nước ngoài công tác cơ hữu tại Việt Nam. Về mặt khoa học công nghệ thì nhà trường tiếp tục đẩy mạnh phát triển khoa học công nghệ, chú trọng phát triển các nhóm nghiên cứu. Ghi nhận những đóng góp của Trường Đại học Tôn Đức Thắng trong đào tạo và nghiên cứu khoa học suốt 19 năm qua, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã trao tặng Huân chương Lao động hạng nhất tại buổi lễ.